Theo hồ sơ tại Tòa án Phá sản bang Delaware, Mỹ, nhà bán lẻ sở hữu các thương hiệu như Express, Bonobos và Upwest Express có tổng tài sản và nợ phải trả khoảng từ 1 tỷ đô la Mỹ đến 10 tỷ đô la Mỹ. Công ty cũng bổ nhiệm ông Mark Steele làm giám đốc tài chính CFO mới có hiệu lực ngay lập tức. Ông Steele đã giữ chức vụ CFO tạm quyền từ tháng 11 năm 2023 là một phần của quá trình tái cơ cấu hậu phá sản, công ty cho biết sẽ đóng cửa khoảng 95 cửa hàng bán lẻ Express và tất cả các cửa hàng Upwest bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 mà không nêu chi tiết địa điểm cụ thể. Theo trang web của công ty, Express hiện đang điều hành khoảng 530 cửa hàng bán lẻ Express và Express Factory Outlet tại Mỹ và Puerto Rico cùng với khoảng 12 cửa hàng Upwest. Ra mắt vào năm 1980, Express đã phải vật lộn với nhu cầu tiêu dùng giảm do thói quen chi tiêu chậm lại và khách hàng nhạy cảm hơn về giá đối với các mặt hàng không thiết yếu. Express cho biết họ đã nhận được cam kết tài trợ mới trị giá 35 triệu đô la Mỹ từ một số bên cho vay. Nhà bán lẻ thời trang đa thương hiệu này cho biết họ dự định duy trì hoạt động kinh doanh như bình thường trong khi tiến hành thủ tục phá sản do tòa án giám sát để tạo điều kiện cho việc nối lại hoạt động bán hàng chính thức. Cùng ngày, công ty cho biết họ đã nhận được thư bày tỏ ý định không ràng buộc từ một nhóm do WHP Global dẫn đầu về việc mua lại phần lớn các cửa hàng bán lẻ và hoạt động của Express. WHP Global, công ty quản lý thương hiệu sở hữu Toys R và các nhãn hàng thời trang như Anne Klein đã nắm giữ 7,4% cổ phần của Express vào năm ngoái.